Xin chào các bạn và mọi người ha. Thì hôm nay có đi ngang đồi gạch ghé quay đội hình của Đỗ Hòa, Trường Nguyễn luôn nè anh em. Thì ở đây có một chiếc máy của bên đội Đỗ Hòa này thì cũng tốc độ ghê lắm. Máy này thì của Đỗ Hòa anh em sửa tên ảnh kêu bằng Đỗ Nằm ha. Máy này thì bữa hôm nghe nó có lên tâm, nhưng mà không biết lên tâm mi lớn mà chạy thì tốc độ cũng còn cũng được anh em, tại mình đứng ngay cái đầu mình quay á. Có khi mà mình đi ngang ngang mình quay cách ngang ngang cho anh em xem á, anh em coi nó đã hơn, tốc độ nó nhanh hơn. Thì đây 3 cây 100 lẻ nha anh em, mùa trước mình cũng quay chỗ này cũng 3 cây mà mình quay tới cái khu này mưa, thì bữa nay mình vô đây mình quay tiếp tục các bạn là mùa sau đó. Lũ mùa này chắc khác lắm anh em, mà không trúng các bạn. Giống ông sư phụ của Đỗ Hòa với tài xế Nhí lắm anh em, bữa nay hình như có dân hứng nữa, anh lên hứng nữa nè các bạn ơi. Cái này thì cắt có chữa bao này để cho người ta là gọi là lấy gơm anh em ơi, chứ nó phủ ra đều quá người ta hốt không được. Đồng này xã Lương An Trà, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, giáp ranh Kiên Giang ha. Thì ở đây người ta có cái miếng này đâu 5 lô rồi, cái trăm cũng đắt kìa các bạn. Cắt bữa nay 3 chiếc này cắt chưa rồi xong ha. Giấc này cũng tầm 11 giờ hơn. Rồi, hai máy đang vô nha anh em. Ngoài sao còn chiếc nữa. Ở đây thì ở đầu này nó có cái đường qua nè. Sao bánh qua đường này với mấy đường kia không có đường qua các bạn ơi. Này 3-4 chiếc ná ná nhau không, chiếc đầu này là không phải máy của Đỗ Hòa, cái đầu là máy của anh Tèo hay gì đâu các bạn ơi, mua vàng vàng này. Máy này động cơ hình như là khó làm lại rồi hay gì, bữa hởm nó gì à, rồi đồng nó mặn. Cái này như của Đỗ Hòa gì nè các bạn ơi, cái chiếc này giờ chạy tốc độ cũng ghê lắm nha anh em. Lâu quá ông đi quay mấy chiếc 100 lẻ cho anh em coi. Đây, bữa nay Đảo lại quay 3 chiếc Đỗ Hòa. Thì bữa nay 3 chiếc này chạy 5 lô hay gì, 4 lô, 5 lô gì, anh em mình 5 lô, 4 lô gì vậy, khu này nè. Sau máy này có một người ứng một rồi các bạn. Đất ở đây thì mùa này nói chung đất này đồng phèn, đất này mùa nào cũng khô gan hết trơn các bạn ơi. Này một chủ 1 và 4 5 lô đất chắc hơn 100 công gì đâu anh em ơi, đất này dữ lắm chị. Rồi 100 lẻ xài động cơ quay 3.800, xong một tắc 2.600 phút. Con này có cần nặng 4.6 tấn, còn không cần thì nặng chắc hơn 4 tấn trước nha anh em. Bình sườn hàm thì con này nếu mà tính hàm nó luôn phủ bì hết trơn luôn là 3.1 m á, còn lọt lòng thì chắc cỡ chừng 2m7 mấy, 2m8 gì đó anh em ạ. Xích thì 58 mắt, bự chà bá là 5 tấc 75. Rồi xong một lô nữa rồi các bạn ơi. Đây hình như bữa nay cắt có nhiêu nghỉ gì đâu mà mới đây bánh xả bò hết trơn rồi các bạn, nên là cắt chủ thì cũng không gần. Máy này của Đỗ Nằm chạy hàm rung rung giật giật anh em. Chiếc ngoài sau đang gom vô các bạn ơi, 3 chiếc gom vô luôn. Kéo này 2 chiếc mới kéo dần chân 95. Anh em theo dõi kênh mình cũng quay cái máy này, cũng mấy máy của Đỗ Hòa này cũng nhiều ha. Miếng này thì vừa trước mình có quay rồi. Đây bắt chuột rất là đông nghe nè. Hai chạy tốc độ dữ lắm nha, con này mới lên tum nghe nè. Kéo đang vô các bạn ơi, ba lớp ha. Quả đúp không nghe nè. Cậu này của hậu số 8.
lên dốc anh em, cái dốc này mùa trước lên vớt lúa lùm la nha. Này đổ qua, đổ qua các bạn ơi. Chị mời em cắt bản hả? Còn sáng giờ cắt có 2 lô à. Rồi chào anh em cái cây. Chào anh em nha. Này không vô vậy cân cái mấy này trong chừng 7 tấm bao vậy. Ừ, nay đứa hắt quá hắt mà. Đây mày kéo của trường mát nha anh em. Đây là đồ chơi máy của Đỗ Hoàng anh em. Tùm tắc chính hả? Tùm tắc chính các bạn, mua ly tắc tư. À, bánh chính. Xì phút đùi luôn nha anh em. Máy này chân còn đẹp. Chân này có dặm rồi mà còn đẹp các bạn. Xì phút đùi đùi, xì phút đít gì tùm lum lá chứ trời. Điểm lắm rồi. Này nay mình đi vô trong Đỗ Hoàng review mấy máy cho anh em coi. Cái này 27 hả? Rồi gãy khớp cắt luôn. Rồi. Dễ hả? Đâu quay nãy giờ rồi đó ơi, gần đủ clip rồi đó ơi. Cái này thì cũng tùm chính luôn nha các bạn ơi. Đây máy của tài xế Nhí. Cái bà đại hai. Còn bán này. Gãy khớp luôn anh em, cắt rồi anh em. Tại mua 2 bao cạn gì thôi. Ủa phe luôn. Bảy phe nè. Chào các bạn nha. Thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn. Tem gì nè các bạn. Đó. Đây. Nguyên combo này là 1.200.000 nha anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ hồi trước nè. Cái này là chữ Thái. Còn này là dán im. Này của anh em tên Thành Lỷ 67D1 tốc độ ngoại đỉnh. Cái này không thì